Châm ngôn đoạn 1 đến đoạn 5. Châm ngôn của Salomon, con trai David vua so ên, tặng khiến cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy, cùng phân biệt các lời thông sáng, để nhận lãnh điều dạy dỗ theo sự khôn ngoan, sự công bình, lý đoán và sự tránh trực. Hầu cho người ngu rốt được sự khôn khéo, gã trai trẻ được sự trí thức và sự dễ dặt, kẻ khôn sẽ nghe và thêm lên sự học vấn. Người thông sáng sẽ được rộng mưu trí, để hiểu biết châm ngôn, thí dụ và lời của người khôn ngoan cung câu đố nhiệm của họ sự kính sợ đức dây hô va là khởi đầu sự trí thức con kẻ ngu muội khinh bị sự khôn ngoan và lời khuyên dạy hỡi con hãy nghe lời khuyên dạy của cha chớ bỏ phết tắc của mẹ con vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con giống như những vòng đeo quanh cổ của con hỡi con nếu kẻ tội nhân kiếm thấy quyến dụ con chớ không theo nếu chúng nó nói hay đến cùng chúng ta phục dinh làm đổ huyết người núp đợi hại vô cớ kẻ chẳng tôi chúng ta sẽ nuốt sống chúng nó như âm phủ và còn nguyên vẹn như kẻ xuống mồ mà chúng ta sẽ được các thứ của báo chất đầy nhà chúng ta những cổ cước hay lấy phần ngươi với chúng ta chúng ta cả thầy sẽ có một túi bạc mà thôi hỡi con đừng đi đường cùng chúng nó hãy cầm giữ chân con chớ vào lối của họ vì chân chúng nó chạy đến sự ác lật đặt làm đổ huyết ra vì răng lồi ra trước mặt các loài có cánh lấy làm đốn công thay tránh những người ấy thật phục mưu làm đổ huyết mình ra và nốt dình hại mạng sống mình đó là đường của những kẻ tham lợi bất nghĩa lợi như thể đạt lấy mạng sống của kẻ được nó sự khôn ngoan hô lên ngoài đường các tiếng rội ra nơi phố chợ. Khôn ngoan kêu la ở đầu đường, rộn dư cổ nào, tại cửa thành, và nội trong thành, người phá lời mình ra mà rằng, hỏi kẻ ngu dốt, các người sẽ mến sự ngu dại cho đến bao giờ, kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng, và kẻ dại dột sẽ ghét sự trí thức cho đến chừng nào. Nhân vì ta trách các người, các người khá trở lại, kia ta sẽ đổ thần linh ta trên các người, ta sẽ làm cho các người biết những lời của ta, bởi vì ta kêu gọi, mà các người không khứng nghe, ta giơ tay ta ra, lại chẳng có ai chú ý, nhưng các người đã bỏ hết lời khuyên dạy ta không chịu lời của trách ta nên trong lúc các người bị tai nạn ta cũng sẽ chê cười khi sự sợ hãi giáng cho các người ắt ta sẽ nhạo báng khi sự sợ hãi các người xảy đến thình lình như gió bão tai nạn xông vào các người như cơn chốt và sự ngặt nghèo khốn cực giáng trên các người bấy giờ chúng nó sẽ kêu cầu cùng ta nhưng ta sẽ không đáp lời sáng sớm chúng nó sẽ tìm ta nhưng không gặp được ấy bởi vì chúng nó ghét sự hiểu biết không chọn lấy sự kính sợ đức giê hô va cũng không muốn theo sự khuyên dạy ta và chê bai các lời của trách ta. Vì vậy chúng nó sẽ ăn bong trái của đường lối mình và được no nê mưu trước của mình riêng. Vì sự bội nghịch của kẻ ngu dốt sẽ giết chúng nó và sự yên ổn của kẻ dại dột sẽ làm hại cho chúng nó. Nhưng ai nghe ta, Ác sẽ ở an nhiên vô sự, được bình tĩnh, không sợ tai họa nào. Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, dành giữ mạng lệnh ta nơi lòng con, để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Phải, nếu con kêu cầu sự phân biệt và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bửu vật ẩn bí bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ đức jehovah và tìm được điều tri thức của đức chúa trời vì đức jehovah ban cho sự khôn ngoan từ miệng ngài ra điều tri thức và thông sáng ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng ngài là thuấn đỡ của người làm theo sự đoan chính phù hộ các lối của người công bình và giữ gìn đường của thánh đầu ngài bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công bình sự lý đoàn sự tránh trực và các nẻo lành vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích, sự dễ dặt sẽ coi sóc con, sự thông sáng sẽ gìn giữ con, để cứu con khỏi đường dữ, khỏi kẻ nói việc gian tà và khỏi kẻ bỏ đường ngay thẳng mà đi theo các lối tối tăm. Là người vui dạ làm giữ ưa thích sự gian tà của kẻ ác, chúng nó cong vậy trong đường lối mình và lầm lạc trong các nẻo mình, lại sự khôn ngoan sẽ cứu con khỏi dâm phụ, là người đàn bà lạ nói lời ru nịnh, năng lìa bỏ bạn của buổi đăng thì và quen sự giao ước của đức chúa trời mình vì nhà nó siêu qua sự chết và con đường nó dẫn đến chốn kẻ thác chẳng ai đi đến nàng mà trở về hoặc được tới các lối sự sống sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đường lối thiện và gìn giữ các lối của kẻ công bì vì người ngay thẳng sẽ được ở trên đất và người trọn vẹn sẽ con ở đó luôn luôn nhưng kẻ ra nát sẽ bị trước khỏi đất và kẻ bất chung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó hỏi con chớ quên sự khuyên dạy ta lòng con khả giữ các mạng lệnh ta vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày số năm mạng sống và sự bình an sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa bỏ con hãy đeo nó vào cổ ghi nó nơi bia lòng con như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con, phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cung rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy, các vợ lấm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi ngài của trách, vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy. Như một người cha, đối cùng con trai yêu dấu mình, người nào tìm đặng sự khôn ngoan và được sự thông sáng, có phước thay, vì tha được nó hơn là được tiền bạc, hoa lợi nó sinh ra tốt hơn bằng dòng, sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc, chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được. Tay hiêu nó cầm sự chuồng thọ, còn trong tay tả có sự giàu có và vinh hiển các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc và các lối nó cả đều bình an nó là cây sự sống cho ai nằm lấy nó người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh đức giê hô va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các tầng trời do sự hiểu biết ngài các vực sâu mở ra và mây đặt ra sườn móc hỏi con khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dễ dặt chớ để nó lìa xa mắt con thì nó sẽ là sự sống của linh hồn con và như đồ trang sức cho cổ con con sẽ bước đi vững vàng trong đường con và chân con không vấp ngã khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi. Phải, con sẽ nằm được ngủ ngon giấc. Chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình. Cũng đừng kinh hãi lúc sự tán hại giáng trên kẻ ác. Vì Đức giê hô va là nơi nương cậy của con. Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy. Chớ từ chối làm mảnh cho kẻ nào xứng đáng. Miễn là tay con có quyền làm điều ấy. Nhược bằng con có tại nơi con vật. Kẻ lân cận cầu xin thì chờ nói với người rằng. Hãy đi và trở lại. Ngày mai ta sẽ cho ngươi. Chớ lập mưu hại kẻ lân cận con. Vì người ăn ở bình an bên con. Nếu không có làm điều hại cho con, cháu tranh giành vô cờ với ai, cháu phân bì với kẻ hung dữ, cũng đừng chọn lối nào của hắn. Vì Đức giê Hô Va gớm ghét kẻ gian tà, nhưng kết tình bỏ bạn cùng người ngay thẳng. Sự ruột xả của Đức giê Hô Va, dáng trên nhà kẻ ác, song ngoài ban phước cho chỗ ơ, của người công bình, quả thật ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng, nhưng ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Người khôn ngoan sẽ hưởng được sự vinh hiển, còn sự thăng lên của kẻ ngu dại sẽ ra điều hổ thẹn. Hỏi các con, hãy nghe lời khuyên dạy của một người cha khá chú ý vào hầu cho biết sự thông sáng vì ta ban cho các con một đạo lý tốt lành chớ liều bỏ lời dạy dỗ của ta khi còn thờ ấu ta là con trai của cha ta một đứa con một của mẹ ta yêu mến cha ta có dạy ta rằng lòng con khá ghi nhớ các lời ta hãy gìn giữ mạng lệnh ta thì con sẽ được sống khá cầu lấy sự khôn ngoan khá cầu lấy sự thông sáng chớ quên chớ xây bỏ các lời của miệng ta đừng liều bỏ sự khôn ngoan ắt người sẽ gìn giữ con hãy yêu mến người thì người sẽ phù hộ con sự khôn ngoan là điều cần nhất vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan hãy dùng hết của cải của con đã được mà mua sự thông sáng hãy tôn tặng sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ thăng con lên làm cho con được vinh hiển khi con hỏi niệm đến sự khôn ngoan sẽ đội trên đầu con một dây hoa mỹ và ban cho con một mão triều thiên vinh quang hời con hãy nghe và tiếp nhận các lời ta thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan dẫn con đi trong các lối ngay thẳng khi con đi bước chân con sẽ không ngập ngừng và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã, hãy nắm chắc điều khuyên dạy, chớ buông ra, khá gìn giữ nó, vì là sự sống của con. Chớ vào trong lối kẻ hung dữ, và đừng đi đường kẻ gian ác, hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó, hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng, vì nếu chúng nó không làm điều ác, thì ngủ không đặng, bằng chưa gây cho người nào vấp phạm, thì giấc ngủ bị cắt khỏi chúng nó, vì chúng nó ăn bánh của sự gian ác, và uống rượu của sự hung hăng, nhưng con đường người công bình, giống như sự sáng chiếu dạng. Làng sáng thêm lên cho đến giữa trưa con nèo kẻ gian đến ác vẫn như tâm tối chúng nó chẳng biết mình vấp mã vì đâu hời con hãy chăm chỉ về các lời ta khá nghiên tai nghe những bài giảng thuyết ta các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con hãy giữ lấy nơi lòng con vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng và bỏ cách xa con sự giả dối của môi mắt con hãy ngó ngay trước mặt và mí mắt con khá sen thẳng trước mặt con hãy ban bằng cái nèo của chân con đi và lập cho vững vàng các đường lối con Chờ xây qua bên hữu hay bên tả hãy rời chân con khỏi sự ác hỏi con hãy chăm chỉ về sự khôn ngoan ta khả nghiêng tai qua nghe lời thông sáng ta để con gìn giữ sự dễ dặt và môi con bảo tồn sự trí thức vì môi kẻ dâm phụ đặt ra mật và miệng nó dịu hôn dầu nhưng do lại đáng như ngài cứu bé như gươm hai lưỡi chân nó xuống trốn chết bước nó động đến âm phủ nó không tìm đặng con đường bằng thẳng của sự sống các lối nó lầm lạc xong nó chẳng biết đến. Vậy bây giờ, hỡi các con, hãy nghe ta, chớ lìa bỏ các lời của miệng ta, hãy rời đường con cách xa khỏi nó, đừng lại gần cửa nhà nó. Con trao sự danh dự mình cho kẻ khác, và năm tuổi con cho kẻ hung bạo, em người lạ được no nê hóa tài con, và công lao con về nhà kẻ ngoài. Kéo đến cuối cùng con phải rên xiết, vì thịt và thân thể con đã bị hao mòn. Rồi con nói rằng, có sao tôi ghét lời khuyên dạy, và lòng tôi khinh bị sự của trách, nhân sao tôi không vâng theo tiếng giáo sư tôi, và chẳng nghiêng tai qua lời của người dạy dỗ tôi. Tại giữa dân sự và hội chúng, tôi thiếu điều bị xa vào các thứ tai họa. Hãy uống nước hồ con chứa và nước chảy trong giếng con. Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường và các suối của con tuôn nơi phú trợ sao? Nó khá về một mình con, chả thông dụng nó với người ngoại. Nguyện nguồn mạch con được phước, con hãy lấy làm vui thích. Nơi vợ con cưới buổi đăng thì, như nai kẻ đáng thương và hoàng dương có duyên tốt. Nguyện nương long nàng, lan thỏa lòng con luôn luôn và ái tình, nàng khiến cho con say mề mãi mãi. Hỡi con, lẽ nào con mê mệt người dâm phụ và nâng niu lòng của người ngoại? Vì các đường của loài người, ở trước mặt Đức Giê-hô-va, Ngài ban bằng các lối của họ, kẻ hung dữ sẽ bị gian ác mình bắt phải và bị dây tội lỗi mình vấn buộc lấy. Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy và bị lầm lạc vì ngu dại quá.